Ê ê ê ê ê Đó thì hôm nay mình đem cái thao ra mình giải nhiệt cho đàn chó các bạn. Đó thì tụi nó nhảy ra nhảy vô tung tăng tắm rồi ôi tụi lơ là coi bây giờ nước còn văng tứ tung nè. Đó thì tụi nó nhảy ra rồi bây giờ chiều rồi nên mình đem vô mình dí vô mình nhốt hết lại. Không có cho đứa nào ngoài đây hết, chỉ có hai đứa cưng nhất thì được ở ngoài. Ở ngoài để sẵn vui vẻ với thằng này, nó ở trong chuồng nó làm cái ghê lắm, làm cào 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 cái ghê lắm. Xin chào các bạn trở lại kênh của Tính Mập TV. Thì chúc các bạn có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Thì hôm nay mình quay cho các bạn cảnh gia đình mình buổi chiều. Thì nhưng mà mình nói chung là mình cũng hay quen cái cửa miệng là chào các bạn. Nói chung là đến chính lại là xin lỗi các cô, các dì, các chú, các bác. Thì hôm nay mình con quên là thường thường là cái kênh của con là toàn là mấy người lớn không. Nên con xin đổi lại cái câu mà các bạn là thành cái câu là kính thưa các ông bà, cô bác, cô dì, chú bác, các bạn, các em. Thì hôm nay mình quay cái clip này là để giới thiệu cho các bạn hai cái thao trở lại sau khi bấy lâu đã cắt, bây giờ vẫn tái sức trở lại để cho cái đứa này nó mát, nó nhảy vô nó tắm các bạn. Mọi người nói chung là chuyển qua mọi người chứ các bạn không phải mọi người ơi. Đó thì chiều thì đàn chó của nhà mình đó thì được ăn uống đầy đủ rồi, mới ăn xong tôi cái sẵn còn mấy hộp à. Đó thì nước lúc nào cũng đầy đủ. Tính chạy ra hả? Ô né 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 tôi, né tôi, né tôi. Làm gì? Thôi. Đó thì hôm nay mình đem cái hai cái thao xanh với thao đỏ này ra để cho hai chuồng. Rồi thì trưa thì tụi nó muốn chạy đâu chạy ra ngoài, còn chiều thì tụi nó chạy vào đây thì cứ vẫn tắm, muốn tắm tắm. Nước sạch. Nó thì muốn tắm nhiều tắm. Và để giải nhiệt nóng quá rồi. Đó thì cái cây cốc đó mình chặt luôn rồi, mình với ba mình chặt luôn rồi. Đó thì bên đây thì mình dọn vườn sạch sẽ luôn. Đó thì vài bữa để coi mình sẽ làm cái mái nhà, cái mái nhà từ cái vách này nè. Dài qua tới đây luôn, nếu mà mình đo thành 6 mét đó các bạn. Để cho có tụi nó có chỗ ăn chỗ ở. Nói chung tôi lúc đang quay á các bạn thì có một số âm nhạc không có muốn ghi âm, nhưng mà nó lại mắc vô tại vì không có trở tay kịp. Thì mong các bạn, các cô, các dì, chú, các bác thông cảm cho con. Nhưng mà tại vì bấm chậm thôi, bấm chậm mấy giây thôi chứ cũng không có cố tình. Rồi có một số dặn như người đi đường qua lại thì đôi lúc con mà có đi ra ngoài đường á thì con quay ngoài đường thì đôi lúc có những cái tiếng ồn rồi những cái tiếng khó nghe của người khách quan người ta nói á. Thì mong cô dì chú bác cũng bỏ qua cho con để cho kênh của con càng ngày càng được lớn mạnh và được tin tưởng cao. Thì hôm nay buổi chiều mát mẻ, con vô chuồng chó đằng sau, nói chung là vệ sinh sạch sẽ.
rồi mới quay, chứ có đôi lúc mấy cô mấy gì cũng cũng than phiền, nói sao cái chuồng không dọn mà để quay trình thấy ớn. Có thì lúc nào cũng có hai thau nước là mở nước liên tục để cho nó mát các bạn, chứ trời nắng nóng quá nó thì ở bên đây là cái thau nước uống, bên đây là thau nước tắm. Còn đàn cún bây giờ nó được ăn uống no đủ rồi nên cái nằm nó phè phở rồi, nên nhìn nó nói chuyện với mình rồi. Nó thì vài bữa là làm cái chỗ này luôn, làm mấy nhà, làm cái qua tới đây luôn nè. Rồi làm cái hệ thống thoát nước trở lại. Rồi ra đây chắc làm cái hố ga, rồi ngoài đây làm cái hố ga ngoài đây nữa nè, đào cái hố ga chỗ này thông thông xuống để cho cái nước nó thoát xuống vệ sinh sạch sẽ ngon lành. Nó thì tính dự định làm ở bên đây, nói chung là tính làm bên cái góc bên bản á, mà thấy nếu mà làm cái góc bên bản thì cái cửa sổ đó mình nhìn ra tối thùi à. Nó thì làm góc bên này thì nó sáng. Cần lắm, tụi con chuẩn bị có mái nhà, mái ấm tình thương của mấy cô mấy dì tặng lại nha. Mình cũng mừng lắm các bạn, mình mừng tại sao là cái trong chuồng này mà có cái bể lớn vậy nè. Cái này là mình sinh ba mình trả đời á, rồi không có nuôi gà nữa thì bây giờ cái này là của đàn cún nè. Còn bên kia là tất cả vật dụng, mấy bên đây thì vật dụng gom lại hết luôn, dặn như đồ nghề rồi ba cái sắt thép dư khu khúc thì cũng dục bển đó. Thì cái đây mình cũng có trang bị sạp cho nó nằm rồi, giải mùng mền đủ thứ rồi, bây giờ mình trang bị thêm một cái này nữa. Rồi ngoài đây một cái nữa, còn bên đây hai cái nữa. Thì đủ thứ luôn, hai chỗ. Rồi thức ăn mình để một thau đó, tụi muốn ăn ăn. Rồi cơm chiều vẫn nấu, cơm cá thịt đàng hoàng, có phai nữa. Rồi bữa nay hết phai rồi, lát mình mua vài ký mình đem về. Mình bầm ra cái mình trọ, mình nấu, mình bỏ vô cái nồi cơm mình cho vô mình nấu luôn các bạn. Đó thì nó ăn có phai, có rau cải thì nó tốt. Buồn buồn à, lôi trái dừa vô đây luôn, lột luôn nè. Hay thiệt chứ, mai mốt mình dục vô 20-30 trái dừa khô đi rồi cho tụi nó gia công kiếm tiền mua gạo mua cá đồ, thu nhập phụ cha mấy hai tụi con ha. Rồi mai mốt đăng cái bảng trước cửa là lột dừa mướn Nói chung là cái sân bãi của mình là rất là sạch sẽ và khô ráo, nhưng mà bây giờ là chuẩn bị mưa tới rồi đó, thì mưa tới thì sình không à, nó coi vậy chứ nó nước với sình nhỏ chứ mở đâu mà nó nổi lên hoài. Hello. Đó, cây cốc này mình giới thiệu cho mình các bạn, cây cốc nhà mình trái dữ dằn luôn nè, tới mùa nó chín luôn nè. Cốc bây giờ mình không hái cái nó tự động nó chín rồi, chín xong nó bung bông ra nữa nè. Cây này là quanh năm suốt tháng luôn, tại mình có rửa xanh của mình tưới nó luôn nè, đó là quanh năm suốt tháng. Cây bông dữ dằn tới mùa nắng cái nó khô khô rồi, cái tới mùa mưa cái nó bung tọt, chuẩn bị bung đọt trở lại nè. Là trái quanh năm vậy đó. Còn cô Sám phái ăn lại làm vài hộp chơi, ăn cơm chiều xong lại làm vài hộp chơi, rồi xong tới thằng Rầm hồi đó các bạn nhận nó ra nổi không, chứ mình bây giờ mình nhận hết ra rồi. Lâu lâu mình lục lại mấy cái trang nhật ký trong Facebook rồi đó, YouTube của mình coi lại các bạn, đó thì không thể tưởng tượng được thằng Rồm, không nhận ra luôn.
cỡ này mà bữa nào bụng buồn trở về cô tám chắc cũng nhận không ra làm ròm đâu. Ok, bữa nay mẹ có vàng chăm sóc bé Kim Cương rồi các bạn. Nó thằng bộ sữa nó đang kia tìm đường nó tẩu thoát, mà cái nhà mình sao tẩu được, mình tẩu mỗi đứa một kiểu. Can đó thôi, xin dừng video tại đây các bạn. Đó, chiều mình quay cho các bạn sơ lược cái cảnh của nhà mình, là báo các bạn là bây giờ thắng nắng quá nên mình đem hai cái thau nước ra mình cho tụi nó tắm vậy giải nhiệt đó, thì trưa mình cũng hay phun nước lên đó, cho nó mát. Đó, xin chào, hẹn lại các bạn vào video kế tiếp. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Thì cũng xin tri ân cảm ơn ông bà cô chú, các chú các dì các cô, các bạn các em đã quan tâm giúp đỡ mình trong thời gian qua để cho mình có chút đỉnh mua thức ăn và gạo thóc, chăm sóc đàn chó. Nói chung là chăm sóc một đàn chó như thế này thì rất là nhiều khoản, tại vì nó bệnh độc sức các bạn, rồi ăn uống thì hàng ngày phải ăn đủ thứ chuyện hết, nên muốn mà được đàn chó đẹp mà khỏe như thế này cũng là một cái vấn đề. Thì nói chung là mình cũng đang chuyển đổi công tác, thì vừa học vừa làm, nói chung cũng có đồng ra đồng vô, nên cũng không có phải là nghỉ ở nhà không, cũng đi làm cũng đủ thứ á. Thôi xin dừng video tại đây. Thì các bạn xem nhớ chia sẻ video và bấm like cho mình một like, để cho bấm ngón tay các bạn, xin biểu tượng ngón tay like cho mình một like để cho kênh mình phát triển. Xin chào.